Minh Elder ở đâu mời các bác căng đét cùng với Sansui. Tại sao như vậy? Bởi vì Sansui nó đánh rất căng. Đặc trưng của dòng Omni Sansui, bát đánh rất sâu. Nó rất giống dòng Omni Kenwood. Và hai sản phẩm này có tên là Sansui D507X. Giá 4,5 triệu như tôi đang giảm giá cực tốt, còn 4 triệu đồng. Hàng đảm bảo đẹp cũng như là bãi zin xịn đến tay anh em. Anh em có thể nhìn rõ mặt tiền của hai sản phẩm này, đều đẹp xuất sắc luôn. Nếu có lỗi sức mẻ chỗ nào tôi sẵn sàng quay ngay để anh em có thể rõ. Đây là băng dính tôi chưa bóc ra nhá. Những sản phẩm màu đen thì quay và nếu quay gần thì các bác sẽ nhìn thấy bụi nó trắng trắng lên. Đó, đấy là những sản phẩm màu đen. Âm ly này thiết kế đánh loa A hoặc B, chỉnh bát chép, cân loa lao lớt đầy đủ các tín hiệu đường vào. Mặc dù rất khỏe nhưng nó chỉ thiết kế A hoặc B, đấy là đặc trưng của dòng. Cũng giống như dòng 607, nó chỉ làm như vậy. Còn dòng 607XDCAT thì nó sẽ thiết kế A cộng B. Trở kháng từ 6 đến 16 ohm, loa trên, loa dưới. Số series 205, con dưới là 571, 155W điện 100V, sản xuất tại Nhật. 8 sò than, mời anh em có thể xem rõ bên trong. Con âm ly này bao phê bao hay cho anh em trong tầm giá luôn. Và quá rẻ với cái giá 4 triệu đồng. Bởi có chất lượng cũng như là hình thức như vậy. 8 sò than. Và các bác sẽ nhìn thấy nó bẩn bẩn kia. Đấy là đặc sản của những con âm ly 507 cũng như 607. Bẩn tại sao? Bởi vì cái mặt sò nó hứng trọn cái bụi vào thì nó phải bẩn. Đương nhiên rồi. Tụ rất to và nguồn vàng. Đó. Các vỉ còn rất mới nha. Các bác nhìn thấy nó màu nó xám xám kia, đó là tôn theo thời gian nó phải mốc cái lớp mạ ngoài. Trừ khi là sản phẩm mạ sắt si bảy bào thì nó mới không bị gì. Chứ còn những cái loại này, tất cả những con sắt chui mà con nào tôi quay tôi cũng phải nhắc các bác điều đó. Bởi vì mình phải đánh giá khách quan. Bởi vì sản phẩm nó là tôn thì chắc chắn theo thời gian nó phải bị như vậy. Anh em nhìn những cái chi tiết đây này, góc cạnh này, nó rất mới nhá. Thể hiện cái độ giữ gìn của sản phẩm cũng như hàng tuyển chọn thì nó sẽ có góc cạnh đẹp như thế này. Hoặc là vỉ bên này, nó đẹp. Đó. Còn đồng điên này các bác có thể nghe đa thể loại nhạc, nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc đan, nhạc vàng, nhạc liên khúc như tôi đang nghe. Trong tầm giá rất phê và có thể đánh vào những đôi loa từ bass 20, bass 16 đến 30, 35 như tôi đang mở. Chiều hành quân được tin em gái mất kiếp thuyền như vỡ đôi. Mấy phút không nghe được nghe nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn. Giá 4 triệu trong những ngày gần đây, còn có thể sau đó giá sẽ trở lại 4,5 triệu. Và giá là không bao ship anh em nha. Quý khách hàng có thể đặt cọc 1 triệu, Minh Audio sẽ gửi đi cho anh em. Và sản phẩm bao test 2 tuần, lỗi do sản phẩm sẵn sàng đổi luôn. Còn do người dùng làm hỏng, giả sử như cắm nhầm nguồn điện, mở quá to làm cháy hoặc đấu chập dây loa, thì anh em sẽ phải chịu những điều đó. Cái nào do rõ ràng cái đấy các bác nhá. Bởi vì không có lý do gì một sản phẩm nó có thể hỏng dễ dàng đâu. Còn nếu sản phẩm bị lỗi, tôi sẵn sàng đổi luôn cho anh em. Loa cổ kiểu như này, mắt mũi với những con âm ly này các bác nhá. Mắt mũi với nó luôn. Những loại loa to này đánh đơn giản với nó. Ôm chim một tình mây mù, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng ai. Rất nhiều sản phẩm bình dân khác anh em có thể tham khảo tại Minh Audio Đông qua kênh YouTube bán hàng. Tình ơi sao tình mang nhiều trái. Ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi.
mời các bác xem lại góc cạnh một chút nữa. Rất mượt mà, sạch sẽ. Bẩn nha. Tại Minh Auto Hà Đông, nếu sản phẩm nào bị sứt mẻ chỗ nào tôi sẽ chĩa hẳn máy vào góc đó để anh em có thể rõ. Bởi vì tiền cửa hàng tôi muốn bán theo đúng giá trị của sản phẩm. Hàng thế này, hàng xấu bán giá xấu, hàng đẹp phải giá đẹp, chất theo sản phẩm. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.